Thưa quý vị và các bạn, nằm trong chuỗi các hoạt động của Festival Tràng An kết nối di sản Ninh Bình năm 2022, tối 18 tháng 11, Ban tổ chức đã tổ chức khai mạc lễ hội đường phố, chương trình đại nhạc hội và triển lãm di sản văn hóa lịch sử truyền thống. Tới dự có đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, đồng chí Phạm Quang Ngọc, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, đồng chí Tống Quang Thìn, Ủy viên Ban thường vụ tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh, trưởng ban tổ chức festival, các đồng chí Ủy viên Ban thường vụ tỉnh ủy, lãnh đạo Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, các sở ban ngành đoàn thể của tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện thành phố, thành viên ban tổ chức festival và lãnh đạo Trung tâm Triển lãm Văn hóa Nghệ thuật Việt Nam, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Phát biểu khai mạc, đồng chí Nguyễn Mạnh Cường, Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao, Phó trưởng ban tổ chức festival Ninh Bình 2022 khẳng định, Ninh Bình là vùng đất có bề dày truyền thống lịch sử, nơi ken dày các di tích lịch sử, xanh lam thắng cảnh của thiên nhiên kỳ thú, cùng các di sản văn hóa phi vật thể phong phú đa dạng giàu bản sắc. Là vùng đất kinh đô gắn với sự ra đời của nhà nước đầu tiên trong lịch sử dân tộc, nhà nước Đại Cổ Việt và kinh đô Hoa Lư, thế kỷ thứ 10, nơi hội tụ khởi nguồn và kết lắng giá trị tinh hoa văn hóa dân tộc. Trong khuôn khổ Festival năm 2022, tỉnh Ninh Bình vinh dự được đón tiếp và giao lưu, quảng bá các giá trị di sản văn hóa với 14 tỉnh, thành phố trong nước và quốc tế. Lễ hội đường phố, đại nhạc hội và triển lãm di sản văn hóa lịch sử truyền thống nhằm truyền tải, phát huy tinh thần trách nhiệm trong gìn giữ, bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa đến đông đảo nhân dân và du khách. Đây cũng là cơ sở để cộng đồng các dân tộc Việt Nam cùng các dân tộc quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới cùng kết nối lan tỏa, trao cho nhau sự hiểu biết và hưởng thụ các giá trị di sản văn hóa tiêu biểu của dân tộc, nhân loại. Đồng thời cũng là hoạt động thiết thực kỷ niệm 50 năm Công ước Bảo vệ Di sản Văn hóa và Thiên nhiên Thế giới và kỷ niệm Ngày Di sản Văn hóa Việt Nam 23 tháng 11. Chương trình lễ hội đường phố có sự tham gia của các đoàn nghệ thuật, các nghệ nhân dân gian đến từ Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, thành phố Hải Phòng, các tỉnh Hà Nam, Thanh Hóa, Nghệ An, Thừa Thiên Huế, Gia Lai, Đắk Lắk, Bạc Liêu, Cà Mau. Đặc biệt có sự tham gia của đoàn nghệ thuật tỉnh Udomsai, Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào, là đơn vị kết nghĩa với tỉnh Ninh Bình. Tham gia hoạt động này, tỉnh Ninh Bình có các đoàn nghệ nhân tiêu biểu đến từ 8 huyện thành phố và Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Ninh Bình, Câu lạc bộ Vũ quốc tế Stars biểu diễn các tiết mục múa rồng, múa lân, trò diễn cờ lao tập trận, đi cà kheo và trình diễn cổng chiêng, múa trống nhảy, hát sầm, biểu diễn trống, nhảy dance sport. Và các loại hình nghệ thuật truyền thống được các nghệ nhân, nghệ sĩ, học sinh biểu diễn trên tuyến đường Đinh Tiên Hoàng để người dân và du khách được tiếp cận và thưởng thức các loại hình du lịch di sản văn hóa phi vật thể tiêu biểu mang dấu ấn của nhiều vùng văn hóa khác nhau trong nước và trên thế giới như phần biểu diễn nghệ thuật múa khèn Lào và những điệu múa dân tộc của đoàn nghệ thuật tỉnh Udomsai, hát quan họ, múa rối, hát chầu văn của Bắc Ninh, Hải Phòng, Hà Nam, biểu diễn trò xuân phà, dân ca ví dặm và trình diễn cổ phục thời Nguyễn của các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Thừa Thiên Huế. Màn biểu diễn cồng chiêng và múa mừng mùa của Tây Nguyên, các tỉnh Gia Lai, Đắk Lắk. Những tiết mục đờn ca tài tử sâu lắng của vùng đất phương Nam do đoàn nghệ thuật của thành phố Hồ Chí Minh, Bạc Liêu, Cà Mau biểu diễn. Dân của Ninh Bình người ta chào đón rất là vui vẻ, người ta thích lắm, cái cảm xúc rất là dâng trào. ASEAN coi như thế là động lực cho chúng tôi nỗ lực cố gắng hơn để gìn giữ nền văn hóa của quê hương mình. Đặc biệt, màn diễu hành của các hoa hậu du lịch các nước đã thể hiện xuất sắc thần thái, nét đẹp rạng rỡ với các trang phục dân tộc, thể hiện nét đẹp riêng của mỗi đất nước, mỗi nền văn hóa khác nhau. Các người đẹp tham gia diễu hành nhận được sự cổ vũ nhiệt tình của đông đảo người dân và du khách. This is so nice. Everyone is so friendly. Chúng tôi đã có hành trình biểu diễn tuyệt vời ở đây. Sự chào đón nồng nhiệt của người dân địa phương chính là món quà quý giá nhất với chúng tôi. Với đa dạng các hoạt động văn hóa, biểu diễn nghệ thuật truyền thống dân gian được tổ chức tại Festival Ninh Bình 2022, đã thu hút và nhận được sự quan tâm chờ đón của nhiều người dân và du khách. Qua đó góp phần quảng bá hình ảnh, di sản văn hóa, con người của tỉnh Ninh Bình nói riêng và các tỉnh, thành phố trong nước, các địa phương quốc tế tham gia festival tại Ninh Bình nói chung đến bạn bè trong và ngoài nước. Điều tôi ấn tượng nhất là sự hào hứng của mọi người xem các tiết mục biểu diễn trong không khí rất thân tình, cởi mở và đoàn kết.
Thông qua festival lần này, Ninh Bình hướng tới việc đưa festival trở thành thương hiệu về văn hóa của tỉnh nhằm bảo tồn phát huy các giá trị di sản văn hóa để cùng kết nối, cùng lan tỏa phát triển du lịch. Sau khi dự lễ hội đường phố, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Thị Thu Hà, đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Phạm Quang Ngọc và các đại biểu đã tới tham quan triển lãm di sản văn hóa và lịch sử truyền thống, là một trong những hoạt động đặc sắc được tổ chức nhằm góp phần làm điểm nhấn của Festival Tràng An kết nối di sản Ninh Bình năm 2022. Triển lãm là sự kết nối các tỉnh, thành phố có di sản được quốc gia và quốc tế công nhận, bao gồm di sản thế giới, di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại, di sản văn hóa phi vật thể quốc gia, với mục tiêu cốt lõi là giữ gìn, bảo tồn, tôn vinh các di sản văn hóa, góp phần xúc tiến du lịch, thương mại và mở rộng hợp tác. Triển lãm không chỉ đề cao trách nhiệm tinh thần yêu nước, niềm tự hào của người dân Việt Nam, đặc biệt là thế hệ trẻ với di sản thiên nhiên của đất nước, mà còn tăng cường nhận thức và vai trò trách nhiệm của cộng đồng trong công cuộc bảo tồn và kết nối di sản. Thông qua triển lãm, các tỉnh, thành phố cũng mong muốn gặp gỡ, giao lưu học tập, trao đổi kinh nghiệm trong việc bảo tồn, phát huy giá trị di sản thiên nhiên, đồng thời giới thiệu tới khách tham quan trong nước và quốc tế các di sản văn hóa của các vùng miền.